Thi Nhung. Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và ngay sau đây là những bản tin chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh là bản tin cho hay Biển Đông xuất hiện hai áp thấp nhiệt đới. Sớm 2 tháng 9, vùng áp thấp giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, được dự báo nhập vào cơn áp thấp hình thành 2 ngày trước đó. Cơn áp thấp nhiệt đới hình thành ngay sau bão Podu, sau 2 ngày vẫn giữ nguyên hướng đi, tốc độ di chuyển và cấp độ gió. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ ngày 2 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam khoảng 70 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất là 60 km một giờ. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km, tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới gần bờ theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Trên Biển Đông xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới từ sớm ngày 2 tháng 9. Dự báo áp thấp nhiệt đới này sẽ nhập vào áp thấp nhiệt đới hình thành 2 ngày trước trong 48 giờ tới. Ngoài ra, một vùng thấp phía ngoài Philippines đang có xu hướng mạnh lên. Dự báo này khá tương đồng với Đài Hải quân Hoa Kỳ. Lúc 10 giờ ngày 2 tháng 9, đài này cho biết có hai áp thấp nhiệt đới và một vùng thấp đang hoạt động ở khu vực Tây Thái Bình Dương, có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết Việt Nam. Người dân Đắk Nông di tản khẩn cấp vì nứt đập thủy lợi. Thưa quý vị, mưa lớn trong nhiều ngày qua khiến cho đập thủy lợi chứa 600.000 khối nước ở xã Trường Xuân xuất hiện nhiều vết nứt có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Nhiều gia đình sống quanh khu vực hạ du đã phải di tản để bảo toàn tính mạng. Lực lượng hữu trách vẫn đang túc trực tại công trình thủy lợi thôn 2 ở tỉnh Đắk Nông vì đập thủy lợi có nguy cơ bị vỡ. Trước đó vào hồi đầu tháng 8 vừa qua, hồ chứa của nhà máy thủy điện Đắk Ca nằm trên hai tỉnh Đắk Nông và Bình Phước đã bị kẹp van xả tràn, gây nguy cơ vỡ đập. Vào thời điểm này, chính quyền địa phương buộc phải di dời hàng ngàn người dân phía dưới hạ du của nhà máy thủy điện đến nơi an toàn. Liên quan đến mưa lũ, trận mưa lớn kéo dài sáng 31 tháng 8 đã khiến một số khu vực tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ninh, đó là Bình Liêu, Tiền Yên, Ba Chẻ, Hải Hà, Đầm Hà bị ngập lụt và nhiều nơi đã bị cô lập. Đáng chú ý, nhiều thôn của xã Húc Động đã bị nước lũ nhấn chìm và cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Thưa quý vị, 57 người chết và 46 người bị thương vì tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Ủy ban An toàn Giao thông Việt Nam cho biết trong 3 ngày nghỉ lễ từ 31 tháng 8 đến 2 tháng 9, cả nước Việt Nam xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông, làm chết 57 người, 46 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái đã giảm 10 vụ và tăng 11 người chết, giảm 7 người bị thương. Trong đó ngày 2 tháng 9, toàn quốc Việt Nam đã xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người và bị thương 20 người. Các thông tin phản ánh chủ yếu về tình trạng vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe hơi, mà chủ yếu là tình trạng chở quá số lượng, nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định và tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực cửa ngõ trên địa bàn thành phố Hà Nội và Sài Gòn trong ngày đầu và ngày cuối của dịp nghỉ lễ và trên một số tuyến quốc lộ do mật độ phương tiện giao thông tăng cao. Nguyên nhân tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển xe mô tô, xe máy vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông như chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, thiếu quan sát và đi sai phần đường, vi phạm quy định nồng độ cồn. Vụ cháy Rạng Đông cho thấy sự vô cảm của nhà chức trách với sức khỏe, an toàn tính mạng của người dân. Phản ứng của các công ty và các cơ quan có trách nhiệm trước vụ cháy nhà kho Rạng Đông thể hiện sự chậm chạp, gian dối, vô cảm với sức khỏe của người dân. Vụ cháy nhà kho của công ty Rạng Đông không chỉ là cháy nổ thông thường mà là một sự việc nghiêm trọng về môi trường. Thế nhưng phản ứng của các cơ quan có trách nhiệm trước sự việc này khá chậm chạp, thậm chí là lập lờ và lấp liếm. Kể từ khi đám cháy xảy ra, doanh nghiệp này không có bất cứ một khuyến cáo nào để bảo vệ nhân viên của mình. Lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy cũng như các phóng viên tại hiện trường và cùng với người dân quanh khu vực này. Chỉ đến chiều ngày 30 tháng 8, sau khi truyền thông tràn ngập thông tin cảnh báo nguy cơ ngộ độc hóa chất, đặc biệt là thủy ngân, thì công ty Rạng Đông mới có văn bản gửi quận Thanh Xuân bác bỏ lo ngại này. Tuy nhiên, văn bản của công ty này được cho là lập lờ khi viết rằng đã nghiên cứu sử dụng loại amalgam thay thế cho thủy ngân lỏng trước đây và đưa vào sản xuất từ năm 2016.
Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ hóa chất độc hại bị rò rỉ phát tán ra không khí, đất, nước và môi trường sau vụ cháy này. Tuy nhiên, thay vào đó, quận Thanh Xuân lại thông báo rằng Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã lấy mẫu nước thải, nước sinh hoạt, không khí, bụi, đất và phân tích đều cho kết quả bình thường. Tin từ Bình Phước cho biết hai người cùng rơi từ độ cao 30 mét xuống đất. Ngày 2 tháng 9, hai nạn nhân Lưu Văn Huấn, 34 tuổi, quê Nghệ An và anh Trần Văn Đệ, 33 tuổi, quê Cần Thơ vẫn đang được cấp cứu vì bị rơi giàn giáo tại công trình ở Bình Phước. Trong đó, anh Huấn đã chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước lên Bệnh viện Chợ Rẫy vì thương tích quá nặng. Thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày 1 tháng 9 tại công trình xây dựng Trung tâm Thương mại Sơn Phát, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Theo đó, vào thời điểm trên, hai anh đứng trên bệ đỡ của giàn giáo máy cẩu để thi công hạng mục công trình phía trên với độ cao khoảng 30 mét. Bất ngờ chân đế của giàn giáo bị tuột khiến cho cả giàn giáo bị ngã ngợt sập xuống đất. Anh Huấn và anh Đệ không phản ứng kịp đã bị rơi xuống đất bất tỉnh tại chỗ. Được biết, dự án Trung tâm Thương mại Sơn Phát Plaza được khởi công vào ngày 24 tháng 7 năm 2019. Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 600 tỷ đồng. Bản tin tiếp theo được đánh đi từ Hà Nội. Thưa quý vị, tranh chấp đất đai, người anh đã vác dao chém chết 4 người nhà em ruột. Vào hôm 1 tháng 9, công luận đã rúng động trước vụ thảm sát ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Do tranh chấp đất đai, nghi can Nguyễn Văn Đông, 53 tuổi, đã vác dao sang nhà ông Nguyễn Văn Hải, người em ruột và chém chết 4 người trong gia đình này. Các nạn nhân bị thảm sát trong vụ này là ông Hải, bà Doãn Thị Việt, vợ ông Hải, cô Nguyễn Thị Bắc, con gái ông Hải và Nguyễn Huyền My, cháu nội ông Hải, mới hơn 1 tuổi. Ngoài ra, một người con dâu của ông Hải đang cấp cứu tại bệnh viện. Nghi can sau đó bị bắt trong lúc nhà chức trách mở cuộc điều tra. Được biết, ông Đông có vợ và hai con, gia đình khá giả. Người đàn ông này không có nghề nghiệp, còn gia đình ông Hải làm lao động tự do. Theo người dân trong khu vực, gia đình của ông Đông và ông Hải sống trên mảnh đất của cha ông để lại, còn một người anh trai thì sống tại Lâm Đồng. Mâu thuẫn về tranh chấp đất đai giữa ông Đông và em trai đã có từ lâu. Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người dân có mặt chứng kiến, tuy nhiên không ai dám can ngăn bởi ông Đông rất hung hăng. Sau khi vác dao truy sát cả gia đình em trai, ông Nguyễn Văn Đông vẫn bình thản ngồi uống nước trà, chào mọi người, ở lại mạnh khỏe, rồi đi theo công an về trụ sở. Bệnh viện nói gì về vụ bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu vẫn cho về nhà? Nhiều ý kiến cho rằng mặc dù xác định bệnh nhân bị bệnh bạch hầu nhưng bệnh viện vẫn cho về nhà, tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Những ngày qua, thông tin về vụ việc một cháu bé tử vong và 3 người dương tính với bệnh bạch hầu đã thu hút sự quan tâm của dư luận ở tỉnh Đắk Lắk. Trong đó có nhiều ý kiến cho rằng mặc dù đã xác định bệnh nhi mắc bệnh bạch hầu, nhưng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn cho về làm tăng nguy cơ lây lan bệnh. Trả lời câu hỏi, mặc dù chẩn đoán bệnh bạch hầu, nhưng vì sao lại cho cháu bé về nhà? Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên lại cho rằng bệnh nhân tử vong trước khi bệnh viện cho về. Bệnh nhân tử vong nên buộc phải cho về nhà, lo hậu sự. Bệnh viện cũng đã hướng dẫn gia đình không được đến gần và chôn cất theo quy định. Đối với 11 người đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, vị lãnh đạo này cho biết có 3 người dương tính với bệnh bạch hầu và đang chờ kết quả xét nghiệm tiếp theo. 11 người đều là người dân tộc Xê Đăng. Họ đòi về, nhưng bệnh viện phải năn nỉ ở lại. Ổ dịch xuất phát từ Buôn Hơ Rin, nơi người đồng bào dân tộc Xê Đăng sinh sống. Xưa giờ, người dân ở đây không thực việc tiêm chủng. Một tài xế xe chở quá tải đã cầm giấy tờ trình diện trong nhà người dân trên quốc lộ 49A tỉnh Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, các tài xế chạy xe chở keo tràm có biểu hiện quá tải đã đột ngột tấp vào lề đường, cầm giấy tờ chạy vào nhà dân. Và chưa đầy nửa phút sau, họ đã quay lại rồi nhanh chóng nhảy lên xe đi tiếp. Cạnh đó có một xe bản xanh mà không thấy bóng dáng cảnh sát giao thông ở đâu. Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có khá nhiều nhà máy chế biến sản xuất giam gỗ từ cây keo tràm. Trong đó ở tỉnh lộ 14B có 2 nhà máy, ở đường vào cảng Chân Mây huyện Phú Lộc cũng có 2 nhà máy, ở đoạn giao với quốc lộ 1 và tại chân đèo Phú Gia. Được biết, đoạn qua thôn Bình Tân, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, nơi người dân nhiều lần phản ánh về tình trạng xe tải có dấu hiệu chở gỗ quá tải. Tại đây,
Trước cửa ngõ ra vào của một nhà dân có một chiếc xe bảng xanh mang dòng chữ phòng cảnh sát giao thông. Và chỉ trong khoảng thời gian ngắn, một loạt xe chở keo tràm có dấu hiệu chở quá chiều cao, quá tải, lưu thông hướng từ A Lưới về thành phố Huế, đã tự động xi nhan tấp vào lề đường dù chẳng có ai yêu cầu dừng xe. Sau đó, các tài xế tay cầm giấy tờ chạy vào căn nhà người dân như trình diện một ai đó. Chỉ hình ảnh trên cũng cho thấy xe chở keo tràm có dấu hiệu quá tải, quá khổ, không hoạt động lén lút vào ban đêm, không né tránh lực lượng chức năng, lại càng không thấy người dò đường như giải thích của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, Việt Kiều đổ về Việt Nam để làm đẹp. Không chỉ Việt Kiều mà nhiều người nước ngoài đã chọn Việt Nam là điểm đến để làm đẹp bởi chi phí rẻ, tay nghề bác sĩ thẩm mỹ cao. Số người nước ngoài đến Việt Nam làm đẹp chủ yếu đến từ Úc, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc. Tại Bệnh viện Thẩm mỹ JW của Nam Hàn, khách hàng người nước ngoài chiếm khoảng 20%. Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung là giám đốc của bệnh viện này cho biết, chỉ riêng tại bệnh viện năm 2018 đã tiếp nhận khoảng 400 cho đến 500 Việt Kiều đến phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp và con số này tăng 20% theo từng năm. Các nhu cầu chủ yếu là làm răng sứ, mũi, mặt, hút mỡ bụng, nâng ngực và cắt hàm. Chi phí, giá cả là vấn đề mà đa số khách hàng Việt Kiều quan tâm khi về Việt Nam làm đẹp. Chị Nguyễn Thị Phụng, Việt Kiều của Hoa Kỳ đã về nước làm nha khoa, cho biết chi phí một ca implant tại Việt Nam chỉ bằng 1/3 so với Hoa Kỳ và chất lượng theo chị rất bảo đảm. Bác sĩ Tú Dung cho biết thể trạng của người Á Châu không to lớn như người phương Tây nên làm đẹp ở xứ Tây ít phù hợp với người Việt về tỷ lệ và vóc dáng. Bên cạnh đó, phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp tại Việt Nam giá rẻ hơn. Có những trường hợp Việt Kiều nâng ngực theo kiểu người Tây quá to, gây mất cân đối theo thể trạng người Á Châu nên phải về Việt Nam để sửa cho nhỏ lại. Chi phí để sửa ngực tại nước ngoài từ 30.000 cho đến 40.000 Mỹ Kim, còn tại Việt Nam chỉ bằng 1/10. Lừa bán điện thoại giả qua fanpage mạo danh Lazada và Shopee. Thưa quý vị, gần đây các hội nhóm về công nghệ đã liên tục đưa ra cảnh báo về việc xuất hiện nhiều fanpage có tên giống với các trang nổi tiếng để bán điện thoại giả giảm giá tới 50%, nhưng thực chất là hàng giả hoặc bán các sản phẩm mỹ phẩm giá rẻ. Các trang này thường nhái các trang khác bằng cách sử dụng tên dễ gây nhầm lẫn như voucher Shopee 24 hour, Lazada Smart Life, Shopee Voucher Code, đồng thời đã tung ra quảng cáo là xả kho giảm giá 49% cho đến 50%. Gần đây, báo chí đưa tin một người tiêu dùng tại thành phố Sài Gòn đã mua điện thoại Samsung Galaxy A70 với lời giới thiệu là xả kho giảm giá 49% từ một fanpage có tên giống với một trang bán điện thoại nổi tiếng với số tiền là 3,39 triệu đồng. Tuy nhiên, chiếc máy mới mua không sử dụng được ngay trong lần mở đầu tiên và sau đó thì không thể bật lên nữa. Kiểm tra kỹ, các phụ kiện đi kèm đều không có thương hiệu và không thể sử dụng được. Liên hệ với đường dây nóng của trang này để yêu cầu bảo hành, người tiêu dùng này mới biết đã bị mắc lừa bởi đơn hàng không có trên hệ thống. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam Thành đến tỉnh cùng với Thiện Hành và Thi Nhung. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.